Chào anh em nhé. Hôm nay đây mùng 1 tháng 5. Quốc tế lao động thì mình cũng lao động tí cho nó đỡ buồn. Mình sẽ sửa một con lùa với sóng nhãn hiệu là Panasonic dòng Inverter. Thì qua kiểm tra thì mình đã tháo được công suất ra. Thì là mình đo đã bị chập con công suất trên cái vỉ cao tần này. Đấy. Thì công suất này nó có tên là 40W R21. Thì hôm nay mình sẽ thay thử cho các bạn cái con công suất này để xem là nó có chạy được không. Vì là mình đo đó, hiện tượng nó đang bị chập, dẫn đến là bị cháy cầu chì, dẫn đến cháy cầu chì đây. Và ở trên cái phích cắm này, phích cắm này nó còn cầu chì và nó cũng đã bị cháy. Thì mình sẽ đo thử cho các bạn xem. Con lò này thì nó phức tạp hơn cái con loại lò cơ, và nó cũng khả năng nặng khó sửa hơn. Vì con công suất này mình đã phải đi đặt trên mạng, và hôm qua họ cũng đã gửi về cho mình. Và bây giờ mình sẽ tháo ra đo thay thử để xem nó có phải là chết công suất không, hay là nó còn chập cái gì nữa không. Thì nguyên nhân chập công suất thì dẫn đến cầu chì đây, đo sẽ không thông nữa các bạn này. Đó, đo không thông nữa nhé. Thì tí nữa mình phải thay cả cầu chì này. Đây này, đây là đo thông nhé, thông nhé. Thì là hiện tại cầu chì chết nhé, cầu chì chết này. Và con cầu chì ở trong này nó cũng bị chết. Thì tí nữa mình cũng tháo ra mình thay luôn. Đây mình sẽ cậy con cầu chì ra các bạn. Hay à, con này có cậy hết. Cái này gọi cũng đấu cầu chì khác rồi các bạn. Cho nên là đây có con cầu chì này các bạn này. Thì mình thấy Hoài cũng thay con cầu chì khác rồi. Không phải thay mà Hoài đã đấu một cái dây sợi dây điện lên. Đây các bạn này, Hoài đã câu sợi dây điện lên như này. Đấy, cũng đang bị tuột ra rồi. Thì bây giờ mình sẽ lấy con linh kiện mà hôm qua Hoài gửi về nhé, để mình lắp thử này. Đây các bạn này, đây là hộp linh kiện này. Đấy, người ta gửi về đây, cái mã chắc là mã này của mã của mình. Nay mình mới bắt đầu mới khui ra để xem là và sửa nó xem làm sao. Wow, toàn giấy các bạn. Wow, chưa thấy linh kiện đâu. À, mình mua số lượng 4 con. À đây rồi các bạn này. Rất là bé. Con này hàng tháo máy các bạn nhé. Đó, 40 này. Gọi ghi này, 40 này, RW21 này. Đấy, gọi ghi trên đĩa túi nhé. Thì bây giờ mình sẽ lên thay thử con công suất này để xem nào nó có ăn hay không. Ok, bây giờ mình sẽ thay con công suất này vào nhé. Đây, mình vừa bóc ra mình sẽ thay vào con này. Trước khi thay thì mình cũng đo thử xem nó có bị chập không bạn nhé, không là mất công. Ok, hiện tại mình đo là công suất mua về không chưa bị chập. Bây giờ mình sẽ thay con công suất này vào.
xem nào. Ha. À, 40 VKR21 các bạn nhé. Chết này. Các bạn nào mua xóa công suất đúng hãng là ok rồi. Là bắt con ốc vào đây nhé cho nó giữ cái mạch. Ốc này to quá các bạn. Mình đi tìm một ốc khác. Qua mình tháo không biết để đâu. Ok các bạn nhé, mình đã gắn xong cái bệ công suất này rồi, thì mình sẽ lắp vào loa cho chạy thử nhé. Bây giờ mình sẽ bắt cái mạch này vào cái loa nhé các bạn nhé. Ok, giờ mình sẽ bây giờ mình tạm thời cắm thử như này và chưa cắm bọng vào ống sóng trước các bạn nhé, để mình xem còn bị chập ở đâu không. Bây giờ mình sẽ để hạ thấp cái này xuống, xong rồi nó bắn vào cái ấy kia, bắn vào cái sóng này. Rồi bây giờ mình cắm này, quan trọng là nó đang bị chập các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cắm xem có điện chưa đây. Ok, hiện tại là đã lên điện rồi các bạn này. Bây giờ mình sẽ thử xem là nó có phát được sóng chưa đã. Khi nào mà
điện nó phát vào đây rồi thì mình mới cắm tiếp bóng sóng nhé. Chẳng may bóng sóng chập mình cắm luôn là nó sẽ, mình sẽ không biết là nó hỏng phần nào các bạn nhé. Mình sẽ thử lần lượt. Và các bạn kẹp dòng vào này. Cái này nếu thường thường là không có bóng sóng là nó hãy sẽ báo lỗi đấy. Đấy. À. Cái này xoay thời gian. Dòng này mình không biết sử dụng các bạn. Ok. Hiện tại là nó chỉ bắn sóng của đèn thôi. Đèn và quạt, đây là dòng của đèn và quạt các bạn nhé. Chưa có sóng. Bây giờ mình sẽ gắn vào đèn sóng xem nào nhé các bạn nhé. Gắn vào đèn sóng thì các bạn bắt mát vào. Đèn nó có mát rồi. Các bạn bắt vào. À, bây giờ mình sẽ gài hẳn trực tiếp cái này vào vị trí để mình bắt con ốc mát của con diode vào nhé. Đấy, không có diode bắt là nó sẽ nổ đấy. À, nó không tiếp mát, nó không phóng điện, giải phóng điện được các bạn nhé. Đây, vị trí bắt ốc mát này. Bây giờ mình sẽ bắt lại đã. Ok, mình đã bắt xong nhé. Bây giờ mình sẽ thử một cốc nước này vào. Đấy. Đấy, ngay đây thôi. Mình vẫn phải kẹp dòng các bạn nhé. Để biết là dòng nó ổn định hay không. Bây giờ mình sẽ cắm điện này. Ok. Điện vẫn lên nhé. Nổ hay không là nó là bây giờ này, chọn thời gian này, mình chọn là 30 giây nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy dòng chưa, dòng bắn sóng lên 7 này. Đấy, như vậy là con này nó chỉ chết công suất các bạn nhé. Và mình đã sửa xong cái lò vi sóng là chập công suất. Chập công suất là đây là loại inverter nhé. Inverter. Các bạn nào mà gặp bệnh như thế này thì công suất mà nó bị nổ đấy thì nó là 40 WR21 nhé. Bây giờ mình xem nước có nóng. Cái này hơi chặt các bạn ạ. Ok. Các bạn nhìn thấy nước bốc hơi chưa? Đó. Và cái video mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn nhé. Rất đơn giản thôi các bạn nhé. Chỉ là chết công suất thôi, không có vấn đề gì. Xin chào tất cả các bạn.